đời sống như mấy gấu xích nhau cả nhà. Hôm nay mình tiếp tục quay trả thêm cho cả nhà cùng xem nha. Anh em mình bán chút mấy này ở nhà cũng phường quận Thốt Nốt nữa, phường Thạnh Hưng. Chúc cả nhà xem rất vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc luôn nha. Làm ăn phát đạt phát tài chút lĩnh vực luôn. Con mình mua đồ ăn, bánh. Khách được chiên không ở nhà, nhìn cái bánh vô đồ ăn không. Này hơi vắng. Bu lại bánh không à, có kích không? Cái đang vừa thanh tóc à. Nhậu xung nha, la dữ nha. Nào này bánh tráng nướng yếu quá. Bữa nay bộ thuốc chích rồi bánh tráng nướng yếu quá. Hả? Rồi chợ mua gì chưa? Rồi chợ là phải xách đồ gì vậy mới được. Lập đông rồi mới mùng mà được rồi. Tập trung đi. Mắc mắc gì? Cái này vắng. Hãy subscribe.
Đưa lại đâu? Mời tao bưng ngay mâm rượu đó, mày làm sao làm đi. Gió bên này mát. Cả nhà xem nó hồi nay mình like một chị nhé, một đăng ký nha cả nhà. Chúc dồi dào sức khỏe và nhiều hạnh phúc nha. Kích quá. Vậy là phần con là 20 ngàn. Này nước ngoài, nước ngoài nó là chim luôn, nó là chim của chợ đêm của mình. Đời sống cho đêm hai gâu bao nhiêu rồi cả nhà ơi. Chúc cả nhà xem nước vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc luôn nha, làm ăn phát đạt phát tài trong cuộc sống luôn nha. Ông biết chậu hả? Ông chậu mời nhà ông chậu mấy chừng hai hộp chứ, mình chậu hai hộp, chậu hộp một hộp lỏng chết luôn. Thôi chết luôn. Hai gâu mình cũng xin phép tiếp đây cả nhà, chúc cả nhà dồi dào sức khỏe luôn nha. Con xin tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà lại lúc sau. Chắc này hơi còn nồng dữ à, ngày nào cũng có cho nghe, tụi em phép tiếp đây luôn nha cả nhà.